là điều thứ nhất. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân là điều thứ hai. Em không yêu anh nên an phận là điều thứ ba. Anh biết anh là gì cho tim em là điều cuối cùng. Anh mong những kỷ niệm đôi mình em sẽ chóng quên.